Tha lỗi cho anh em. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lẻ nhẻ như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đứng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đứng trượng phu đừng thù mới đáng, đứng anh hùng đừng oán mới hay. Trong thân phận tội lỗi của mình, con người đã mắc nợ Thiên Chúa, nợ bất công, nợ vô ơn, nợ xúc phạm. Vì vậy, Đức Giêsu dạy các môn đệ nài xin ơn tha thứ của Cha trên trời. Tha thứ ở đây không chỉ là bỏ qua, quên đi lỗi phạm, mà còn là giải thoát, tái lập mối quan hệ đã bị đổ vỡ. Tuy nhiên, hiệu quả của lời nguyện xin này đòi buộc con người phải đi bước trước trong việc tha thứ lỗi lầm của người khác. Tha nợ anh em cũng là dịp để mỗi người nhìn lại thực chất của con người mình. Chính khi tha nợ cho anh em là lúc con người ý thức bản thân mình cũng có lúc cần phải được tha thứ. Món nợ với Thiên Chúa sẽ không được tha nếu con người không tha nợ cho anh em mình. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.